ýý bái kiểu số ba thiên ngày một trăm chín tám. ừ bộ đồ ăn uống của em người khác vừa nhìn là biết rồi. 嗯，你的餐具别人一看就知道了。嗯，你。的。餐具 别人一看就知道了。嗯，你的餐具别人一看就知道了。嗯，你的餐具别人一看就知道了。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Quyết định vậy nhé, một lời đã định. Ý yên quấy tỉnh. Đăng ký một cái tài khoản Facebook. Rủ thừa trang họ. Nhất định khác rồi đúng không? Ý định khởi là bà xin đợi chút dùng cách lịch sự Chính sao tầng chất lượng Chữ lượng có dự định hay không tá bộ tả soạn nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị chị được đả điện thoại thông báo cho chị cứ nói tiếng Trung suốt. Y chỉ nói Trung Văn. Loại phương pháp này. Đây là phương pháp. Giao tiếp thông thường còn coi là được. Nhật thường giao lưu hay có Đến cả người bản địa. Lén bẩn tỉ rấn. Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. chọn Việt Nam chuyên Còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. Hãy dài sang tử lì Đi ngay. Mà sang Tùy em. Suối biển nỉ. Thuận theo đường này. Xuân Lần trước quên mất vị trí để xe. Lần Đi về bên nào, đi bên nào. 往哪边走？管路 buffet 自助火锅店。欢迎贵客，敬 chào quý khách，欢迎光临。mấy cái chén trà này，这些茶杯。 đáng yêu khờ ải đặc biệt thích thừa bia chỉ khoan bộ đồ ăn phong cách trung quốc trung quốc phong đồ ăn người khác vừa nhìn cái là biết rồi 别人一看就知道了。